Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em sẽ chỉnh lên cho bác bộ phối ghép, nói chung nó khá là ngược đời. Một chiếc âm ly Pioneer 7600 mắc đôi và đang phối ghép là một cặp loa Dinaco A25 đến từ Đan Mạch. Cặp loa này thì đã được sánh ngang với những dòng loa AR4, bát 25 và một tép đôm. Hôm nay sẽ chỉnh ghép thử để xem cái chất âm nó như thế nào, nhưng mà nói chung là cũng khá là ổn. Còn những dòng loa Dinaco A25 này thì nhiều các bác phải ghép với những dòng âm bi đèn hoặc những dòng âm bi cổ xuất âm tụ, những dòng âm bi đài thì đánh những cái cặp này cũng rất là hay. Hoặc các bác ghép những dòng âm bi châu Âu. Nhưng được cái thì khi ghép với những chiếc 7600 mắc đôi ở đây thì nó cũng là dòng xuất âm tụ và nghe có vẻ cái phần trung âm với cái phần test khá tốt. Bass thì cũng rất ổn. Test ở trên cái video của Xuân Đỉnh đang quay đây thì không thể quay bằng video có lời được, thì cũng mong các bác là thông cảm. Còn nếu như các bác mà gần cửa hàng Xuân Đỉnh thì mời các bác qua trực tiếp để các bác nghe về những cặp Dinaco A25 này. Cặp này thì trang bị cấu hình là một bát 25, gân của nó là gân cao su béo zin, màng giấy và một tép đôm, trên này là lỗ thông hơi. Và chiếc âm ly 7600 đang phối ghép là hàng tuyển chọn xuất sắc. Đấy, các bác có nhu cầu thì cứ alo cho em theo số đó trên bài là 0395 727582, địa chỉ cửa hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và những sản phẩm này trên Xuân Đỉnh đều báo giá công khai và ship hàng toàn quốc. Đấy, mời các bác bớt chút thời gian để theo dõi video cửa hàng Xuân Đỉnh. Cái cặp Dinaco A25 thì Xuân Đỉnh có bày ở đây cách đây mấy hôm rồi, nhưng vì một cái trục chặt đó là cái e căng của dòng này thì nó là căng dính, và ở đây thì hôm nay đã giật được cái căng là nhờ một bác chuyên về những dòng loa Dinaco bác ấy giúp. Thì bác bảo là cái dòng này thì nó thiết kế là cái căng sẽ dính luôn vào cái khung này. Đấy. Nên khi giật ra thì các bác có thể nhìn thấy rõ nó sẽ có một vài cái vết nham nhở trên cái cạnh thùng vì nó dính ở trên cái căng. Đấy, nó dính luôn trên cái căng. Đây là căng vải zin. À, căng thì rất là đẹp. Đấy. Chất cổ như loa R. Đây là căng. Bên kia cũng vậy. Và đây là cái tuyến loa, khi dập ra thì đây là cái tuyến loa zin, chưa hề có lau chùi hay spa gì cả. Nhưng được cái là cái gân của những dòng này nó rất là mềm, gân nó to như con tay cái luôn. Đấy. Màng giấy và rốn loa và sử dụng là một cái tép đôm, bên này là lỗ thông hơi, nó có cái lưới sắt và cái bông sợi thủy tinh. Cái bông này rất là ngứa. Thùng của nó là thùng gỗ lạng, chiều cao cũng như cái kích thước cái cặp loa này thì khuôn viên này rất là gọn, bé xinh mà lại sử dụng là bát 20 năm. Loa chưa hề tháo ốc luôn, nguyên những cái vết keo này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rõ nguyên những vết keo, kể cả loa tép. Đây là cặp loa là zin. Loa này kích thước tổng quan nó có chiều cao tầm 50. Đấy, chiều ngang của loa là 29-30 và chiều sâu của loa thì đạt khoảng độ 26 thôi. Đấy, thùng gỗ nặng. Đây là cái cầu loa có một tinh chỉnh. Dòng này thì được sản xuất tại Đan Mạch, loa Dinaco, trở kháng của loa là 8 ohm, góc cạnh thùng rất là ok. Thiết kế hẳn hai giá treo để các bác có thể treo trên tường cũng rất là tiện. Đấy, số seri của nó là 7019. Thùng gỗ lạng nha. Bác nào mà đang chơi những dòng loa châu Âu thì các bác sẽ biết đến về những dòng loa Dinaco A25 này. Bên này cũng vậy. Zin tuyệt đối từ gân lẫn màng, chưa hề tháo ốc. Và đây là lần đầu tiên giật căng, hay còn gọi là đầu tiên được phá một cái cặp loa để các bác nhìn thấy rõ. Nếu như mà không mở e căng ra thì cũng không để bán được cho các bác, vì cũng không nó biết được nó đẹp hay nó xấu. Trùng hình như là trùng seri luôn này, 8 ohm. Nên là phải bắt buộc là phải mở cái căng này ra. Thì với những cái cặp loa này thì hiện tại em đang bán cặp loa Dinaco A25 này mức giá là 6.500.000 đồng. Giá thì rất là tốt, nhưng ngược lại thì muốn mở cái căng, thứ nhất là cũng được nhìn thấy rõ về loa, cũng thứ hai là để biết được cái độ zin của loa và cái độ đẹp. Thế là khi mở e-căng ra thì loa nó còn rất là chất. Bác nào đang chơi ở những dòng loa AR, mở những cái tầm loa AR4 thì các bác có thể sử dụng cái cặp Dinaco A25 này, rất là tuyệt vời. Loa bát 20 năm một tép, zin tuyệt đối, đây là cái e-căng. Sau này nghe nhạc vàng Bolero rất là sướng tai, mềm mại, bát để xuống sâu. Cặp này đang bán mức giá là 6.500.000 đồng, loa Dinaco A25 các bác nhé. Còn về chiếc âm ly Pioneer 7600 mắc đôi, đây là hàng tuyển chọn siêu đẹp phục vụ cho các bác, mặt tiền không có một vết xước. 7800 mắc đôi thì nó có mức giá từ 9 đến 10 triệu, còn 7600 mắc đôi thì giá nó rẻ đúng có một nửa. Hiện tại chiếc âm ly này đang có mức giá là 4.800.000 đồng. Xuất âm tụ điện 100V, công suất là 115W, ghép tốt các loại, nó nhật bát 20 25.
để nghe nhạc bolero, nhạc vàng trữ tình. Ngoài ra các bác ghép những dòng loa cổ, những dòng loa toàn giải. Dòng này nó sử dụng là cái hệ thống xuất âm tụ nên cái tiếng rất là mềm, toàn bộ chiếc áp bi rất đẹp. Máy móc bên trong vậy, đẹp kem, nguồn vàng. Đằng sau các phần giác cắm mình rất mới. Duy nhất có một chiếc thì em sẽ đọc số series cho các bác là 8274. Đây là chiếc âm rê 7600 móc đôi. Để các bác sưu tầm cũng như tuyển chọn những chiếc âm đẹp phục vụ cho các bác, nguồn vàng, máy móc nguyên zin. Mức giá là 4.800.000 đồng. Các bác có nhu cầu thì alo cho em số điện. Các bác có thể là mua cả bộ hoặc là mua riêng lẻ âm ly hoặc là mua riêng lẻ loa thì các bác cứ alo cho số điện thoại. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Chúc các bác buổi tối vui vẻ bên gia đình.